Viha mới về cho anh em một mẫu mà không còn gì để bàn. Đây. Đó, đi làm thì xách tay như thế này. Kích thước của nó đây là khoảng 270 270 nhân với nói chung là nó khoảng 270 nhân 270. Xách như này ngon nghẻ đi làm, anh em đi làm điện thì gọi là miễn chê luôn. Nó có cái gì? Đây. Đấy. 12 chi tiết anh em ạ. Đây. Mình sẽ review cho anh em cụ thể từng cái một nhé. Đầu tiên là có 7 con tung vít này. Những cái tung vít này thì made in Germany rồi. Là cỡ PH1 này. PH1, PH2. Đó. Những cái con hai cạnh, ba con hai cạnh này. Bốn cái con hai cạnh. Bốn cái con hai cạnh này dành cho anh em làm điện thì gần như là anh em full đủ. À đâu, ba con làm điện. Đấy. Ba con làm điện như này. Gồm có 2 2.5, 3.5 và 5.5. Một cái con là vặn chuyên để vặn cái con bu lông vít của chó automat ấy. Một cái con tuân vít của đồ điện tử. Con này là đây electric. Con này là 4.0 x 2.5. Có nghĩa đầu vặn của nó là 2.5. Một con kìm siêu cắt trợ lực. Cái con này đã là hơn 1 triệu một con rồi. Đó, một con kìm cắt cáp. Con kìm cắt cáp 210, một con kìm đa năng. Tất cả phiên bản này mẫu 1000V, một con kìm mỏ nhọn và một con kìm ép cốt. Con này ép cốt kim từ 2 chấm à 0.25 đến 16 mm vuông. Mẫu này là phiên bản Pro, bảo hành cho anh em không hoen gì. 4 lớp. Đấy, hãng Weha đang ra cái mẫu như này. Đấy, anh em combo như này là 12 cái anh em có thể tùy chọn được. Mà làm phát luôn cho anh em. Giá đang rất tốt rồi anh em ấn tay vào giỏ hàng ấy nhá. Đây, quay lại để anh em nhìn thấy này. Đấy. Weha luôn anh em, ngon chưa? Đấy, nhiều anh em hỏi túi thì đây đã phiên bản về túi phục vụ cho anh em rồi nha. Quá ok luôn anh em ạ, xách tay lên là ok luôn. Đấy, anh em đặt đang giá rất rất tốt ở đây, sale hơn 150% rồi anh em có thể đặt hàng được nhá. Về luôn cho anh em, số lượng cho anh em rồi đấy.